Đàn công chúa rắn, đây là một con rắn đang bị trói chặt vào gốc cây. Ô, khoan đã, chuyện gì thế này? Con rắn đã biến thành một nàng công chúa xinh đẹp. Thật kỳ quái, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của Wow Fairy Tale. Ngày trước có một chàng hiệp sĩ rất can đảm tên là Justin. Chàng thường đi khắp nơi tới những vùng đất mới để trừ gian diệt ác, cứu giúp dân chúng. Tuy cuộc sống vất vả, nay đây mai đó, nhưng mà chàng vẫn rất vui vì có thể giúp đỡ được nhiều người. Một ngày, Justin đặt chân tới một vương quốc xa lạ. Chàng thấy cảnh vật nơi đây rất tiêu điều, người dân lầm than, đói khổ. Thấy sự lạ, chàng bèn tìm nhà trọ xin ở lại và bắt đầu tìm hiểu sự việc. Hiệp sĩ, nếu cậu có thể cứu được vương quốc này thì ở lại luôn cũng được, ta không lấy tiền đâu. Thật ra, nơi đây đã từng rất thanh bình, nhưng chỉ trong một đêm, cung điện hoàng gia đột nhiên biến mất. Không ai biết họ đã đi đâu. Thiếu vắng đức vua, dân chúng vô cùng hoảng loạn, và cướp cũng nổi lên khắp nơi. Thế rồi mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ, dân chúng lầm than đói khổ, như cậu đã thấy đó. Tò mò về câu chuyện bí ẩn ở vương quốc này, Justin bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Khi đang lang thang trong rừng, chàng chợt nghe thấy tiếng kêu cứu vọng tới. Cứu tôi với, có ai không? Chạy về phía tiếng kêu, Justin thấy một con rắn đang bị trói bên gốc cây quanh biển lửa trước một tòa lâu đài hắc ám. Rắn mà biết nói tiếng người à? Thật là kỳ lạ. Vì lòng nhân hậu và cả sự tò mò về chuyện lạ, chàng chạy vào biển lửa cứu rắn thoát ra ngoài. Cảm ơn chàng, thật ra ta không phải là rắn thường. Ta chính là công chúa Avery của vương quốc này. Xin chàng hãy làm ơn cứu hoàng gia của chúng ta với. Thật khó tin, ngươi nói ngươi là công chúa à? Và đây chính là cung điện của nhà vua vương quốc này. Chuyện gì đã xảy ra rồi? Tên phù thủy Bruno chính là tể tướng của vương quốc này, đã dùng tà thuật đưa tòa lâu đài tới khu rừng này. Hắn còn ép ta phải lấy hắn nữa. Vua cha bị mê hoặc, vì thế ông nghe lời của Bruno, không quan tâm gì đến ta. Ta không chịu, thế là Bruno biến ta thành con rắn như thế này để làm trò vui. Hàng ngày tra tấn ta trong biển lửa, đến khi nào ta đồng ý thì hắn mới thả ta ra. Hả? Cứu ta với, cứu ta với, làm ơn. May mắn gặp được chàng, ta mới được giải thoát đó. Hả? Thì ra là vậy. Ta là hiệp sĩ Justin, coi như chúng ta có duyên, ta sẽ giúp nàng. Vậy phải làm sao để cứu nhà vua và vương quốc này? Muốn cứu chúng ta thì chàng phải đánh bại tên phù thủy Bruno tài phép đang khống chế cả lâu đài kia mới được. Ta sẽ giúp cho chàng. Dưới gốc cây trong vườn cung điện có chôn một thanh kiếm kỳ diệu của hoàng gia ta. Nó có thể giúp cho chàng mở cửa tòa lâu đài. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Justin mang thanh kiếm tới trước cửa lâu đài. Chàng nhìn quanh và thấy một cái khe. Đó là ổ khóa cửa lâu đài. Nhớ đến lời rắn, chàng lấy thanh kiếm làm chìa khóa, cắm vào ổ. Lập tức cánh cửa lâu đài mở ra. Vừa bước vào, Justin đã nhìn thấy vua và một đội quân kỳ lạ, gồm cả người cả lính xương đang chờ sẵn. Ngươi lại, vì sao dám đột nhập vào lâu đài này? Justin chú ý thấy phía sau nhà vua, đúng là có một kẻ với vẻ rất gian xảo đang điều khiển ông. Chắc kẻ kia chính là tên phù thủy Bruno. Theo lời công chúa nói, ta là hiệp sĩ Justin. Thưa đức vua, ta tới để thức tỉnh ngài. Ngài đang bị tên tể tướng Bruno kia khống chế, hãy mau tỉnh lại đi. Thưa đức vua, tên này dám đột nhập vào cung điện, nói năng hoang đường, hãy trừng trị hắn ta đi. Lính đâu, mau bắt lấy hắn, giam vào ngục tối. Không muốn làm khó dễ nhà vua, Justin để yên cho quân lính bắt đi. Chàng bị giam vào ngục tối, canh gác nghiêm ngặt. Chưa biết tính sao thì từ cửa sổ ngục giam, con rắn bí mật bò vào. Justin đang ngồi nghĩ cách thì rắn bò qua cửa sổ trên tường xuống thì thầm. Chàng không sao chứ, yên tâm đi, rồi ta sẽ tìm cách giúp chàng thoát ra khỏi đây. Nhân lúc lính gác sơ hở, công chúa rắn nhẹ nhàng bò tới, trộm lấy chìa khóa cho Justin. Chàng nhanh chóng mở cửa phòng giam thoát ra ngoài, lấy lại thanh kiếm quý kia. Thanh kiếm báu của ta sẽ có ích cho chàng, hãy mang theo nó bên mình nhé. Sau đó Justin đi theo chỉ dẫn của công chúa rắn vào sâu trong lâu đài. Phía trước là một căn mật thất riêng của Bruno, hắn luôn cho tay sai của mình canh phòng rất cẩn thận. Justin đi tới trước cửa căn mật thất. Quả nhiên chờ đợi chàng là một đội quân lính xương của Bruno, với vẻ ngoài rất hung ác. Chỉ huy là một viên tướng lính xương, có đeo một chiếc khiên kỳ lạ. Ngươi là kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của ngài Bruno, chủ nhân chúng ta?
chúng ta sẽ tiêu diệt ngươi có biết không? Trước đội quân lính xương đông đảo, Justin không hề sợ hãi. Chàng tấn công tên tướng chỉ huy, dùng cây kiếm báu chém vào chiếc khiên trước người hắn. Nhưng chiếc khiên chẳng hề hấn gì, chỉ phát ra một tiếng vang chát chúa. Kỳ lạ là đội quân lính xương đều bị ảnh hưởng vì âm thanh này. Dù chỉ là một thoáng chốc, điều đó không thể qua mắt được Justin. Dường như bọn chúng bị ảnh hưởng bởi tiếng va chạm giữa thanh kiếm này và chiếc khiên đó. Hai thứ này đều là những bảo vật quý giá. Justin, thanh kiếm mà ta đưa cho chàng có hiệu quả thần kỳ. Hãy làm như thế này nhé. Chàng đối mặt với đội quân xương, giơ cao thanh kiếm thần và đọc câu thần chú. Hỡi kiếm thần, hãy giúp ta tiêu diệt chúng. Thật kỳ diệu, Justin thì chém vài nhát thì cả đoàn quân lính xương đều bị tiêu diệt hết. Chỉ còn lại tên tướng chỉ huy. Ngươi thật không thể tha thứ được. Luồng kiếm lướt qua đám lính xương đang sửng sốt. Lập tức tất cả đám lính xương đều biến thành đống cát bụi. Chỉ còn lại tên tướng chỉ huy đeo khiên, hắn cũng sửng sốt, tức giận gầm gừ. Tướng quân xương giận dữ lao tới tấn công dữ dội. Justin bình tĩnh chống trả, biết rằng không thể đánh trực diện vì có tấm khiên. Chàng né một đường kiếm của tên chỉ huy, lén ra sau lưng và chém hắn tan thành cát bụi. Chỉ có chiếc khiên không hư hỏng gì hết. Justin nhặt nó lên, chàng rất vui mừng đeo lên người. Tiêu diệt xong đám lính xương, chàng đẩy cửa mật thất bước vào trong. Ngay sau đó, tên phù thủy độc ác Bruno đã xuất hiện trước mặt Justin. Lão vô cùng tức giận. Con rắn đáng nguyền rủa, chính ngươi đã dẫn tên hiệp sĩ này tới phá hoại tất cả của ta. Các ngươi đều phải chết thôi. Justin quyết đấu với Bruno. Chàng dùng kiếm tấn công tên phù thủy, thế nhưng hắn có thể thoát ẩn thoát hiện mà né tránh, và phản đòn khiến Justin không thể chạm tới lão được. Không ổn rồi, ta phải tìm cách thay đổi chiến thuật mới có hy vọng chống lại tên phù thủy. Justin khôn khéo thay đổi chiến thuật, chàng không tấn công nữa mà chú ý phòng thủ hơn. Với chiếc khiên báu giành được, phù thủy Bruno cũng không dễ để chiến thắng chàng. Nhưng nếu chỉ phòng thủ, ta không thể đánh bại hắn được, phải làm sao bây giờ? Trong lúc quyết định, Justin chợt nhớ ra âm thanh rất lạ khi cây kiếm và chiếc khiên của mình chạm vào nhau, khiến đội quân xương bị vô hiệu hóa trong chốc lát. Nghĩ là làm, chàng đập kiếm và khiên vào nhau, tạo ra thứ âm thanh vang dội khiến tên phù thủy rất khó chịu. Ồn ào quá, thôi ngay đi, đừng đập chúng vào nhau nữa. Thấy có hiệu quả, Justin mừng rỡ tiếp tục gõ kiếm và khiên vào nhau gây ra tiếng vang. Bruno bị âm thanh làm phân tâm, hắn không thể tấn công chàng như trước. Âm thanh đó có một công dụng hiệu quả khác. Nó lan tỏa rất nhanh khắp cả lâu đài, khiến cho nhà vua và binh lính dần thức dậy. Nhà vua sửng sốt, đôi mắt của ông trở lại bình thường. Ta nhớ ra rồi, Bruno, chính hắn đã điều khiển tất cả lâu đài này bấy lâu nay. Âm thanh này đang phát ra từ dưới mật thất của hắn, phải tới đó ngay mới được. Trong lúc ấy, Justin vẫn đang đập thanh kiếm vào khiên gây khó chịu cho Bruno. Chàng kiên nhẫn quan sát và chờ đợi cơ hội. Lúc đó, cây trượng thần kỳ của Bruno bất ngờ tỏa sáng. Nó tạo thành một cái lồng bao quanh Bruno, chống lại âm thanh đang vang vọng tới. Ta hiểu rồi, Justin, hãy phá hủy cây trượng của Bruno ngay. Tất cả những gì hắn có thể làm đều nhờ cây trượng hết. Justin lao nhanh tới, dùng kiếm chém gãy cây trượng phép của Bruno. Viên hồng ngọc trên cây trượng đập mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Mất đi viên hồng ngọc, tất cả các phép thuật của Bruno đều biến mất. Sức mạnh của ta. Không, tại sao bọn chúng lại biết điều này? Không thể như thế được. Phép thuật của Bruno đã mất hết. Công chúa rắn trở lại thành nàng công chúa Avery xinh đẹp như trước đây. Đúng lúc đó, nhà vua dẫn quân lính ập tới, thấy Avery đã trở lại như trước. Cha con họ rất vui mừng đoàn tụ. Bruno đã hoàn toàn thất bại, hắn nhanh chóng bị bắt giam vào ngục tối. Cung điện cũng đã được trả về đúng vị trí cũ. Người dân trong vương quốc hết sức mừng rỡ. Nhà vua ra lệnh cứu trợ, giúp đỡ cho dân chúng vượt qua tình trạng khó khăn. Quyết định của ông được tất cả mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Hòa bình trở lại với vương quốc ấy. Justin và Avery đem lòng yêu mến nhau. Đức vua rất vui mừng, đồng ý gả con gái cho người anh hùng của vương quốc. Lễ cưới diễn ra tưng bừng khắp vương quốc, tất cả đều chúc mừng cho họ.